Hello, xin kính chào các bác đã quay trở lại với shop của em Dân Trịnh nhá. Hôm nay thì về thêm được một số những cái mẫu nồi cơm điện. Nói chung là dòng này thì cực kỳ chất luôn rồi. Đấy, mẫu mã của nó cũng đẹp. Đợt này về được cái màu cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác nào mà cần màu hay là không quan trọng màu sắc thì bảo em, nhưng còn cần màu thì các bác cứ bảo em trước. Con này thì màu của nó màu xanh ngọc cực kỳ đẹp luôn này. Thương hiệu của nó thương hiệu Sáp. Con này thì có chức năng là nấu chín và nấu và ủ. Đấy, con này thì rất là ok luôn nhé. Thương hiệu của Korea của Hàn Quốc nhé. Đấy, nói chung là hàng cực kỳ đẹp luôn này. Đây, con này thì nồi này rất là to nhé. Để em xem là nồi này dung tích của nó là bao nhiêu lít. 1 lít 8 cậu nhé. Con này nồi này là 1 lít 8 này. Dung tích của nó 1 lít 8. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng mới nguyên siêu nguyên hộp nhé. Đây, bên trong của nó đây. Cái lòng nồi của nó các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp. 1 lít 8 thì chắc là các bác dùng cho nhà khoảng 6-7 người lớn ăn thoải mái. Trong đó có cả trẻ em. Nói chung là rất là ok luôn. Trong này nó sẽ cùng gồm có cho các bác đó là một cái sợi dây điện nhé. Một sợi dây điện và một cái mẫu muôi sới cơm để các bác sới cơm. Ở trong này kèm này luôn. Đó, sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 220V. Và công suất của con này của nó sẽ là 700W. Đây, ở đây nó sẽ đã ghi sẵn cho các bác rồi. 700W, hàng cực kỳ đẹp luôn. Màu sắc của nó cũng cực kỳ đẹp và nó rất là ok này. Nấu cơm ăn thì cơm ăn cực kỳ ngon nhé các bác nhé. Đấy, khi nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. Và cái hàng này thì nó đảm bảo cho chúng ta một bữa cơm ngon. Đây, những cái này là để cho các bác có thể cơm hất nước đi này. Và những cái dòng này thì dùng rất là bền. Giòn giếc của nó này, giòn giếc của nó hàng mới nên là giòn giếc của nó mới toanh luôn. Nên là nó ủ cơm, giữ nhiệt rất là lâu nhé. Và cái dòng này thì ở bên nhà em đang có mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có giá là 400k thôi. 400k nhé. Mà bên nhà em lại còn bao luôn phí ship cho các bác luôn. 400.000 đồng và bên nhà em lại còn bao luôn cả phí ship cho các bác luôn nhé. Nhận hàng là, tức là các bác nhận hàng các bác chỉ cần thanh toán 400.000 đồng là xong. Đấy, khi nhận hàng là hàng đúng như quảng cáo. Đấy, nếu mà các bác nào mà yêu cầu màu sắc thì các bác bảo em, còn nếu mà các bác không yêu cầu màu sắc thì tại vì sợ những cái lô nó về nó mới nó không có được cái màu xanh ngọc này thì các bác cứ bảo em trước nhé. Đấy, lô này đang về là khoảng 100 con nồi màu xanh ngọc này rất là đẹp luôn nhé. Đấy, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Một cái mã nữa này, hôm nay thì lại về thêm cho các bác đó là một cái mẫu chổi lau nhà, giá cực kỳ rẻ luôn nhé các bác nhé. Con chổi lau nhà này thì nó sẽ gồm cho các bác đó là đây, khi các bác nhận hàng thì em sẽ đã để sẵn cho các bác một hộp như thế này rồi. Đó, các bác về các bác chỉ việc mở ra. Bên trong này của nó sẽ gồm có cho các bác này. Hai cái chổi. À, hai cái như này là hai cái chổi luôn này. Đấy, hai bộ, hai cái luôn. Riêng biệt luôn nhé. Riêng biệt luôn để các bác tự lắp vào. Đó. 8 miếng rẻ lau. 8 miếng rẻ lau. Cái này thì các bác dùng không biết bao giờ hết. Cái rẻ lau này thì các bác sử dụng rất là ok luôn. Đây, để em xin các bác một vài ít phút thời gian để em lắp vào. Đấy, tiện thể bác nào mà chưa biết lắp thì các bác có thể nhìn thấy để các bác lắp luôn nhé. Đấy, các bác lắp vào hai cái đầu như này này. Đấy, các bác ấn vào thì nó sẽ giữ rất là căng nhé. Đấy, còn cái này đây, các bác lắp vào đây. Đấy, rồi quay này các bác đặt vào. Đó, đã là hoàn thành một cái chổi. Khi mà đây, nó sẽ có một cái là bắt đầu cho các bác là 4 cái thân như thế này. Các bác lắp vào. Cái màu đen này là cái cuối, sẽ là điểm cuối cùng thôi nhé. Cái màu đen này nó sẽ là điểm cuối cùng để tiếp giáp với lại cái chổi kia. Đây, các bác xoáy vào. Ống của nó là ống inox không gỉ nhé. Các bác muốn quét lau dài, lau ngắn thì tùy thuộc theo chiều cao của nhà mình và chúng ta để lắp cái ống này. Đấy, nếu mà chiều cao chúng ta cần cao thì chúng ta lắp dài. Còn nếu mà các bác không cần cao thì các bác có thể lắp thấp thôi. Đó, và các bác xoáy vào đây. Con này thì nó có thể xoay cho các bác đó là 360 độ. Đấy, góc cạnh nào các bác cũng có thể xoay được. Vào đây, khi các bác đặt vào đây thì nó sẽ có một đầu là vắt, một đầu là giặt. Đây là cái này là giặt này. Đấy, các bác cho đấy, các bác giặt này, xong là các bác cho vào đây. Cho vào đây thì các bác gạt xuống là nó sẽ vắt. Đấy, một bên là giặt, một bên là vắt. Đây, các bác ấn mạnh xuống này nó sẽ vắt này. Đấy, còn các bác lại bỏ ra. Còn bên này là giặt. Đấy, các bác cứ giặt này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Xoay 360 độ con này thì rất là dài.
để các bác có thể lau nhà. Nó rất là thấp nhé, đây các bác có thể nhìn thấy nó hạ xuống rất là thấp, chỉ có khoảng 4-5 cm thôi, nên là các bác có thể gầm ghế, gầm bàn các bác có thể cho vào để các bác lau thoải mái, rất là sạch sẽ nhé. Một cái dòng chổi lau nhà này thì nó sẽ gồm có cả một bộ của nó sẽ gồm có hai cái chổi như này, tức là hai người trong gia đình cùng lau đều được. Đấy, nó rất là nhiều luôn, và hoặc là hỏng cái này chúng ta có thể sử dụng cái khác. Con này thì dùng rất là bền luôn, không biết là khoảng vài năm các bác có dùng hết được không. Đó, và giá của nó thì rất là rẻ, con này thì chỉ có 200 ngàn đồng thôi. 200k và bên nhà em bao ship cho các bác nhé, cái chổi lau nhà này. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu trắng sữa này cho các bác này. Đấy, bác nào chọn màu cũng ưng em nhé. Một cái mã kế tiếp này giới thiệu đến các bác đó là một cái dòng kem đánh răng muối của Nhật. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng nội địa Nhật nhé, thương hiệu của nó là Suntat, trọng lượng 170 g. Hàng này hàng nguyên hộp, hàng mới, dùng hàng Nhật nó sướng lắm. Nhà em cũng đang trải nghiệm, nếu mà bác nào mà có cơ hội mà gần đây qua chơi. Đấy, hàng đẹp, thương hiệu Suntat, nhà em đang dùng thực tế luôn, hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì nó là đây là ngày sản xuất nhé, 2024, ngày mùng tháng 4, ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức là rất là mới. Tại vì hàng nhà em về order cái dòng kem đánh răng này order về liên tục. Đấy, và hàng luôn luôn cập nhật những cái hàng mới nhất cho các bác, nên là các bác có thể yên tâm nhé. Hàng này thì đẹp, thơm, sạch sẽ, 3 trong 1. Nó là trắng răng, sạch răng và thơm miệng. Đấy, để cho các bác giúp nó làm có vị muối, nên là nhiều khi các bác mà bị viêm nướu các thứ ấy, thì nó cũng sẽ rất dễ để các bác có thể khỏi và rất là ok. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Mà mức giá của nó chỉ có 60 ngàn đồng thôi. Kem đánh răng muối của Nhật nhé, 60 ngàn đồng một típ như này. Hàng của GP. Đấy, nên là các bác dùng có thể rất là ok và rất là yên tâm luôn. Hàng nội địa Nhật, kem đánh răng muối. Cái mã tiếp theo này, máy hút thổi bụi của Tamashio, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Tốc độ vòng quay rất là lớn luôn. Động cơ con này là động cơ không chổi than nhé. Đây là nó chỗ là cắm sạc thì nó sẽ có cái dây cáp sạc. Dây cáp sạc thì cho các bác này. Để các bác cắm sạc vào này. Đấy, nó có những cái phụ kiện đây. Ví dụ bình này các bác có thể lấy ra các bác đổ đi, rồi các bác lại đặt lại. Đấy. Này, các bác đặt vào. Hút nhé. Các bác biết hạt gạo rồi đúng không? Nó nặng. Đầy cối rồi mà hút vẫn là khỏe. Nó đầy cối rồi nhưng mà nó hút vẫn rất là khỏe. Như đây các bác có thể nhìn thấy gần đầy cối. Đấy, mà nhưng mà nó hút vẫn rất là khỏe luôn. Đây em đổ ra em hút lại cho các bác luôn. Đây là hạt gạo, các bác biết là hạt gạo nó nặng rồi. Đấy, để các bác ví dụ các bác hút các bác vệ sinh ban thờ này, hay là trên ô tô này, nhất là vệ sinh những nơi thờ cúng trên ban thờ ấy, thì chúng ta nó rất là cần sạch sẽ. Thì các bác có thể dùng con này để có hút. Các bác có thể hút này, này. Đấy, các bác có thể thấy nó đầy như này, nó đầy như này rồi mà nó hút vẫn rất là ok luôn, nên là các bác có thể yên tâm để các bác hút bụi. Dòng này thì thương hiệu nó là thương hiệu của Tamashio, các bác có thể hút ở trên ô tô, xe hơi, hay là ở ghế sofa, hay là ở trong những cái trên bàn thờ. Bàn thờ bên nào cũng thế thôi, bên Công giáo hay là bên Phật giáo chúng ta đều có thể sử dụng rất là ok luôn nhé. Tamashio, hàng nội địa Nhật của Made in Japan. Con này thì mức giá của nó cực kỳ mềm, con này bên nhà em đang có mức giá đó là 200 ngàn đồng. Đấy, và bên nhà em bao ship, ngoài ra thì nó ngoài hút bụi ra thì nó còn có một đầu thổi bụi. Thổi bụi đây và thổi vào quét đều rất là ok. Máy hút thổi bụi của Tamashio nhé, 200k bên em bao ship toàn quốc. Đấy, 200 ngàn đồng bao ship toàn quốc cho các bác. Một cái mã tiếp theo, một số những cái dòng quạt này. Rất là ok luôn. Con quạt này thì nó là hàng của Makita, dùng chân pin phổ thông. Đây, chân pin phổ thông của Makita đi, dùng cục pin của Makita. Các bác lắp vào. Đấy, bật công tắc.
rất là mát. Con này thì có 2 cấp độ gió. Giá cũ đang bán là 420 nhé. Giá cũ đang bán là 420, hôm nay giảm giá cho bác xuống còn 400k nhé. Giảm giá cho bác xuống còn 400k và bên em bao ship luôn cho các bác thêm dòng quạt Makita này. Nói chung là lúc mất điện con này dùng rất ok. Nếu mà cục pin này các bác có thể dùng được từ 8 đến 10 tiếng liên tục. 8 đến 10 tiếng liên tục nhé. Đấy, pin này là pin 10 cell 20mAh. Rất là ok luôn. Phụ kiện đi kèm theo nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân quạt như thế này, một viên pin và một cái đốc sạc. Tức là các bác về có đầy đủ đồ luôn. Mà giá của nó chỉ có 420k thôi. Đấy, mà giá chỉ có 420k. Còn bác nào mà muốn mua thêm pin riêng, muốn mua pin riêng hay đốc sạc riêng thì các bác bảo em nhé. Còn pin riêng của nó thì có 200.000 một cục chứ. Pin riêng 200k một cục. Đó, các bác lên xem mã này, mã quạt pin đi. Quạt pin. Một cái mã tiếp theo, một cái mã máy hút bụi, thổi bụi. Con này thì nó dòng to, dòng này nó thổi lá cây. Các bác biết rồi đấy, thổi này là các bác biết rồi. Thổi mà cái quạt này nó còn quay đây, cánh quạt này đang đứng im. Tốc độ thổi của nó rất là lớn luôn, con này cũng của Makita. Cái dòng này thì nó sẽ là 75.000 đến 12.000 vòng trên phút. Hàng đẹp luôn nhé. Hút thổi rất là khỏe, đây là thổi. Và nếu mà các bác hút bụi thì các bác sẽ lắp cái đầu này vào đây. Đấy, để các bác hút. Còn cái đầu này là để các bác hứng bụi. Đấy. Còn cái này. Rất là ok luôn nhé các bác nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 420.000 đồng nhé. Máy thổi hút thổi bụi của Makita này 420k bao ship. Nó cũng sẽ gồm có cho các bác là một thân máy, một cục pin và một cái đốc sạc. Đấy, và một cái đốc sạc như thế. Đấy, và con này là 420k bao ship. Đấy, 420.000 đồng bao ship. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop MC một nút like các bác nhé. Giới thiệu cho các bác một số những cái dòng máy cạo râu của Panasonic này. Đợt này thì em về hai hãng nhé. Hai con Pana. Đấy, một con Pana thì là mã của nó là EIS 6500P. Đây là con tay này em cầm. Và một con là EIS 6850. Đấy, hai con. Thì hai con này thì nó đều là hàng của Panasonic. Một con thì sản xuất tại Thái và một con thì sản xuất nhà máy tại Trung Quốc. Đó, nhưng mà hai con này thì cực kỳ chất lượng luôn nhé. Đây, đầu tiên thì xin giới thiệu cho các bác, đó là một con sản xuất tại Thái Lan. Tất cả những cái dòng máy cạo râu này thì đều là hai pin. Và các bác có thể lưu ý cho em một điều, đó là hai cái pin này nó đều là đặt ngược nhau nhé. Đấy, các bác đặt pin lắp đúng theo cái chiều của nó. Đây, như con này thế này. Đấy, con này thì em đang làm mẫu, em đã dùng hơn 2 năm đi rồi. Còn cái loại này thì mới về. Cái loại này thì mới về này. Đây, các bác đặt đúng cái chiều pin cho em. Đó. Chạy rất là mạnh. Nó chạy rất là mạnh luôn nhé. Hàng này hàng của Panasonic nhé. Chạy rất là ok và rất là mượt luôn. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 320.000 đồng. Và tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin của Panasonic như thế này nữa. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin của Panasonic. Hàng mới luôn. Đây, như thế này. Đấy. Nói chung là lưỡi con này em cũng đã test một lần rồi. Đấy, rất là sắc bén. Còn đây, đây là cái con mà em đã sử dụng hơn 2 năm nay. Hơn 3 năm chứ. Em xin lỗi. Hơn 3 năm nay. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Và rất là tự tin với cái con máy cạo râu Panasonic này. Đây, em đã sử dụng rất là nhiều rồi như các bác nhé. Đấy, hàng này thì dùng các bác dùng rất là yên tâm luôn. Đấy, cạo xong là các bác vệ sinh đi. Cạo xong các bác vệ sinh đi. Đó, vệ sinh đi, vệ sinh lưỡi. Nói chung là rất là ok luôn. Đấy, em bán rất là nhiều luôn con này. Và hàng này dùng rất là ngon nhé. Các bác về các bác xoáy chặt vào. Đừng xoáy như này nhé. Nhiều bác xoáy như này xong có tiếng kêu. Đấy, xong là quay video cho em cái em lại hướng dẫn lại cho. Thì đây, hướng dẫn luôn trên video là các bác phải xoáy khít cái giòn này như này. Bật này. Đấy, để em test cho các bác luôn nhé. Đây nhá. Em cạo người thật việc thật luôn nhé. Cái dòng máy cạo râu này thì cứ hơi nhú một tí các bác cạo. Nó rất là ấy luôn. Cạo liên tục cũng được.
nhẫn thín luôn, nhẫn thín luôn này. Những chỗ nào còn hơi hơi còn chưa chạm tới. Các bác có thể nhìn thấy nhẫn thín luôn. Đấy, và con này cạo nó rất là sướng luôn nhé. Em đã sử dụng rất là lâu rồi. Con này thì giá của nó sẽ là 350.000 đồng. Máy cạo rôi ES 6500P 350K vào bên em báo ship nhé. Đây để em ghi giá cho nó chi tiết. Đây, 350K vào bên em báo ship. Con máy cạo rôi Panasonic này hơn 3 năm nay em bán rồi. Nói chung là rất là ok luôn. Đó, một con máy cạo râu nữa, con này thì còn một con thôi. Con này thì dành cho bác nào râu quay nón. Đấy, số lượng còn ít. Giá con này thì công khai luôn trước luôn nhé, 600.000. Đấy, hàng này là hàng của thương hiệu Boss. Con này cạo rất là sướng luôn. Nhưng mà bác râu thường cũng vẫn dùng được. Thế nhưng mà con này thì các bác nào mà râu quay nón thì dùng nó bền hơn. Đấy, đây, những cái dòng kia dùng râu thường thôi này. Đấy, bật lên này. Đây là nút nguồn này, 3 này, 2 này, 1 này. Tắt này, đúng ra là các bác tắt là các bác phải tắt hết như này này. Đấy. Thì trẻ con ấn vào không bật được này. Các bác bật lên này. Rất là ok luôn nhé, tăng giảm tốc độ được nhé. Đấy, con này có râu quay nón, dành cho bác nào râu quay nón này là nó tăng giảm tốc độ được này. Đấy, tạm dừng này. Đấy, các bác mà râu dài quá thì các bác có thể tông đưa hết cái bớt cái râu đi. Tông đưa hết bớt cái râu đi. Ở đây, ở giữa này có một cái tông đưa này. Đấy. Tạm dừng nhé, các bác tạm dừng xong các bác hạ xuống nhé. Hạ lên hạ xuống cho em nhé. Đây, còn đây các bác muốn chen ở đầu bên trong này đây. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Hoạt động rất là đơn giản nên nó rất là bền. Hoạt động nó rất là đơn giản, nó rất là bền. Và cái đầu này nó sẽ giữ lại tất cả mọi thứ. Đấy, để các bác có thể cạo đầu lên xuống này. 600K nhé. Con này thì ở đây, thông số kỹ thuật của nó đây. Đấy, những dòng nãy là Boss là máy Panasonic là pin, còn đây là sạc Germany của Đức này. Đấy, thì nó sẽ có một sợi dây cáp sạc thôi nhé, chứ nó lại không có dây điện củ sạc đâu. Các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại của các bác là được. Đấy, các bác cắm vào cục sạc điện thoại của các bác nhé. Đấy, rất là ok luôn. Đó, rất là xịn sò. Máy cạo râu Boss 600K vào bên em báo ship nhé. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng máy massage cổ vai gáy thương hiệu của Osaka. Đây này, con này thì có một lưu ý luôn, em hướng dẫn luôn các bác cách sử dụng luôn nhé. Đấy, các bác về các bác sử dụng này, các bác bật nút nguồn này thì các bác dí lì nút nguồn này. Đấy, là được, cứ dí lì bao giờ nó bật lên là được. Đây, nó bóp này. Đấy, đúng như kiểu là mình massage vai này. Đấy, đây nó bóp vai gáy này, đây tay này. Đấy, rất là dễ chịu luôn. Vai gáy cổ này. Đấy, nếu mà chỗ to hơn chỗ cổ thì các bác có thể đặt những cái đằng này. Đấy, thì nó sẽ bóp về kiểu đằng này. Đấy, nó bóp rất là nhiều tư thế để nó bóp cho các bác luôn này. Đấy, các bác muốn bóp ra bóp vào chỉnh tốc độ này thì đây. Đây, em để xa xa tí để các bác có thể nhìn thấy. Đấy, bóp vào bóp ra này. Nhanh chậm này. Đấy, bóp vào bóp ra rất là tiện lợi luôn nha. Và đây các bác điều khiển nút đây, tắt nguồn thì các bác tắt, tắt này, bật nguồn thì dí lì nút nhé. Cầm tay ấn vào đây này, ấn lâu à, bao giờ bật lên được thì thôi. Đó, nó rất là ok luôn. Giá của con này chỉ có 400K thôi mà lại còn bao cả ship nữa. Máy massage cổ vai gáy 400K vào bên nhà em bao ship nhé. Nhận hàng bên nhà em ấy thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, massage cổ vai gáy 400K bao ship. 400K bao ship, hàng rất là đẹp luôn. Đấy, nó cứ bóp bóp vai gáy cho các bác rất là sướng luôn. Em sử dụng rồi, tối ngủ trước khi đi ngủ bóp vai gáy một tí đi làm về mệt mỏi, con này rất là ok này. Hoặc là nhiều khi là đau mỏi cổ này, các bác nào bị đau thấp khớp các thứ ấy, thì có phải thể bóp được. Không phải là nguyên bóp tay cổ vai gáy đâu, mà các bác có thể bóp tay chân. Đây, em xin phép tí nhé, đặt chân lên đây. Đây, các bác có thể đặt chân lên đây này, để cho nó bóp này. Đấy, nó bóp chân này. Đây này, rất là đã luôn nhé, nó cứ từ từ nó bóp nhé. Đấy, mà chỗ to quá thì chân to quá thì các bác đây. Đây. Đấy. Rất là đã luôn. Rất là đã luôn nhé. Massage cổ vai gáy 400K bao ship. Ở đây thì hôm nay đợt này về thêm rất là nhiều những dòng bộ nồi nhé. Ở đây thì có hai bộ, một bộ là bộ 5 đáy và một bộ 9 đáy. Em xin bóc hộp review cho các bác luôn, lâu lâu thì bóc hộp review cho các bác. Đây. Hàng này thì hàng của Dirai Germany, nồi inox đun bếp từ thoải mái nhé. 1 2 3 4 5 6. Em đi vào chi tiết cho các bác luôn.
hàng còn nguyên hộp. Hàng còn nguyên hộp. Nó là có đầy đủ tất cả là có nắp vung nhé. Tất cả nó sẽ có đầy đủ nắp vung cho các bác luôn. Đây, để em sẽ bỏ ra trước đã. Rồi em sẽ review cho các bác. Đấy, nắp vung xong to xong bé. Đây này. Đây lên bèn. Bộ nồi. Đây lên bèn. 5 đáy. 5 đáy các bác nhé. Đây. Đấy, xong to và xẻo. Xong to và xẻo. Cái nào cũng như thế nhé. Nguyên đai nguyên kiện, bộ nồi thì có nhận là nguyên đai nguyên kiện, nguyên hộp. Và hàng này của nó thì đợi em một chút nhé. Em sẽ bóc ra, bóc ra từng cái một để có thể review cho bác chi tiết nhé. Đấy, nó có cả chảo này, thì nữa em sẽ đo cho các bác cái kích thước cho nó chi tiết sau. Đấy, thì có nhận hàng của nó là hàng mới nguyên hộp này. Đây, đầu tiên của nó thì là một cái song to. Hàng của thương hiệu Erlenbeng. Những cái dòng này thì các bác đun bếp từ, bếp ga đều được. Bếp ga, bếp từ đều được. Đấy. Trên thân này của nó là bằng nồi inox. Còn bên dưới này của nó là có thử 500 sẽ hút nhé. Tại vì làm sao nó có hợp kim để các bác có thể đun bếp từ được. Có cái dòng từ tính để nó đun bếp từ được. Kích thước của nó này 24cm cho lọt lòng nhé. 24cm đọt lòng, còn phủ bì của nó, miệng của nó là 25,5. Đấy, sâu của nó này 14,7cm. Có đầy đủ nắp vung. Đầy đủ nắp vung cho các bác như thế này luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đó, một con song to này. Một con chảo này. Đầy đủ luôn. Đấy, ở ngoài này thì nó cũng có thông số cho các bác rồi này. Đấy, 24 sâu 7,5. 24. Phủ bì của nó là hơn 25, nhưng mà nếu mà nó tính ở đây thì tính lọt lòng 24 này, đủ luôn nhé. 24 này. Sâu của nó thì bên ngoài thì nó sẽ dày hơn mấy ly này. Đấy, dày hơn 5 ly, đây là 8. Còn bên lòng bên trong nó 7,5, đáy này của nó là dày 5 ly. Mỗi ly là một cái lớp của nó. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Một cái chảo này. Một cái song bé để các bác rang thịt này. Nói chung là rất là nhỏ xinh và đẹp nhé. Nhỏ xinh và đẹp, hàng chất lượng luôn. Riêng hàng của shop em ý, thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán. 16 sâu 10,5, có nắp vung. 16 sâu 10,5 này. Một con nhỡ nữa này. 18 sâu 12. Tất cả đều đầy đủ nắp vung hết. Đây, cái này nắp vung của con này. 20 sâu 12,5. Đấy, đây là 5 con rồi này. Và một cái con nữa đó là một cái xoong ngoái bột. Và một cái xoong nữa đó là một cái xoong ngoái bột. Hàng thương hiệu Erlenbeng. Chi tiết luôn nhé, em giới thiệu rất là chi tiết nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với số hotline em này góc màn hình nhé. 16 sâu 10,7cm. Đó, chọn một cái bộ nồi như thế này. Bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 700.000 đồng. Bao ship luôn cho các bác luôn. Hàng mới nhé, hàng mới chưa qua sử dụng. Hàng mới chưa qua sử dụng. 700k bao ship cho các bác. Bộ nồi Erlenbeng Đức, bộ nồi 5 đáy. Đấy, các bác có thể bỏ em là bộ nồi 5 đáy hoặc là bộ nồi Đức, các thứ đều được. Đấy, 700k bao ship. Một bộ nồi nữa này. Con này thì của Kasai Villa. Bộ nồi này thì là bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi 9 đáy này. Đấy, hàng cũng còn nguyên hộp luôn nhé. Hàng cũng còn nguyên hộp luôn. Hộp
chưa qua sử dụng và cái hàng này nó rất là xịn. Những cái hàng này nó rất là xịn và rất là chất lượng. Đây, nó sẽ gồm cho các bác này. Nó đều như bên kia thôi. Nó là sẽ là có hai cái nắp vung này. Nắp vung to này. Hai cái nắp vung này. Xong vung này. Xong đủ 6 món cho các bác luôn. Nó sẽ đủ 6 món luôn. Tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn bộ nồi chín đáy này. Xịn xò luôn. Con này cầm vào rất chắc tay nhé. Cái bộ nồi này cầm của nó rất chắc tay. Đấy, riêng cái bộ nồi này thì không thể chê được. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái luôn. Hàng đảm bảo cho bác luôn. Đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp luôn nhé. Đây, nó sẽ gồm có đầu tiên cho bác đó là cũng như con kia, một con song to. Hàng của Kasai Villa. Hàng của Kasai Villa nhé. Hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ dày luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ dày luôn. Kích thước của con này này. Cũng là 24. Sâu 14 cm. Đầy đủ cho các bác là nắp vung nhé. Đó, đầy đủ cho các bác. Hàng đẹp luôn. Nắp vung này. Một con chảo này. Kasai Villa, nói chung là hàng của Kasai Villa thì các bác yên tâm rồi. Một con chảo cũng 24 cm nhé. Đấy, 24 cm, sâu 7,5. Nó cũng kích thước như con kia thôi. Một con này. Một con song nhỡ này. Em đo đang đo lọt lòng nhé. Em đo lọt lòng thôi. Chứ còn đo phủ bì của nó sẽ to hơn. 20. 12. 20, sâu 12. Nắp vung này. Một cái song con này. 18. Sâu 11. Một cái song con nữa này. Con này 16. Đo thử cái nắp vùng này là cũng già này. Đòn nắp vùng này hơi rộng. 16. Sâu 10 cm. Một con song máy bột này cũng thế. 16. Sâu 10 cm. Nếu mà các bác đo phủ bì ý, thì nó sẽ rơi vào rộng hơn, nó sẽ rơi vào hơn 17 cm. Bộ nồi này là bộ nồi chín đáy. Bộ nồi này là bộ nồi Kasai Villa chín đáy. Đó. Con này thì hàng của Kasai Villa. Hàng đẹp luôn. Đỉnh luôn. Chín đáy nhé. Đáy nó rất là dày dặn luôn. Và cán cầm của nó, thương hiệu của Kasai Villa thì các bác yên tâm rồi. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ chất luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 950.000 đồng. 950.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác cái bộ nồi Kasai Villa này nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop Enzen Trịnh Sim một nút like các bác nhé. Đây, một cái combo hộp này các bác này. Ở đây thì nó sẽ gồm có cho các bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Một combo hộp 8 món nhé. Con này thì tất cả toàn bộ của nó là hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Riêng hàng của shop em thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đây, những cái hộp to, hộp bé đều đầy đủ cả nhé. Hộp to đều, hộp bé đều có cả. Và nắp của nó mềm dẻo. Các bác đựng ví dụ như là thịt, hay là các bác đựng thực phẩm, rau củ quả hay là trái cây, các bác cho vào trong cái hộp này và các bác để vào trong tủ lạnh thì nó sẽ không việc gì cả. Và con này thì nó có thể được sử dụng cho cả lò vi sóng được nhé. Cái này nó có thể sử dụng cho cả lò vi sóng được. Đấy, nên là nó rất là ok luôn. Ở đây thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là đầu tiên đó là một cái hộp 2200 này, một hộp 1350 này, một hộp 900 này, hai hộp 600 này và ba hộp 300. Đó, một cái bộ combo hộp này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 280.000 đồng nhé. 280.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Mã tiếp theo này, lâu lắm rồi không giới thiệu cho các bác cái dòng chiếu điều hòa này. Ấy, nhà hàng nhà em lúc nào cũng sẵn nhé. Các bác gọi lúc nào cũng có. Cái dòng này thì nó sẽ có hai cái vỏ gối. Duy nhất một cái chiếu 1m2 là có một cái vỏ gối thôi. Còn toàn bộ là hai cái vỏ gối. Chiếu này là chiếu mây các bác nhé. Đây như con em đang cầm đây là chiếu 1m5. Nó sẽ có là hai mặt.
cái hoa văn ở cái mặt sau này của nó thì nó sẽ là ngẫu nhiên một chút nhé. Đấy, dây của nó này để các bác đặt vào giường, đặt vào đệm đều được, nói chung là rất là ok luôn. Viền của nó là viền lụa nhé, viền nó là viền lụa, nằm nó rất là thoáng lưng luôn. Nhà em cũng đang sử dụng, nhà em cũng đang sử dụng và nằm nó rất là thoáng lưng mà nó cũng rất là dễ chịu. Mùa hè hay là mùa đông các bác đều dùng được cái chiếu này. Mùa đông thì các bác lật ngược lại, lật ngược cái mặt đằng sau này lại đấy, còn mùa hè thì là các bác dùng mặt này. Nói chung là hai mặt thì các bác đều có thể sử dụng được hết, nên là nó rất là ok luôn. Con này thì các bác có thể giặt thoải mái nhé, giặt thoải mái, nhưng mà có một cái điều lưu ý, đó là tránh cái dùng cái máy rửa xe ấy, xịt trực tiếp vào đây. Đấy, thì nếu mà các bác dùng máy rửa xe xịt thì các bác nâng xa xa lên tí để các bác xịt, hoặc là không thì các bác có thể lấy bàn chải các bác đánh ra mang ra ao hồ kinh doanh các bác đánh đều được. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đó, một con chiếu điều hòa nhà em thì có đầy đủ các kích cỡ cho các bác luôn nhé. Đầu tiên của nó thì nó sẽ là một cái chiếu 1m2, có một cái vỏ gối ấy 1,2m này, 1,2 × 2, cái này cũng chưa được 2m đâu. Nếu mà các bác về nhiều khi là nó đây cũng có một cái lưu ý này, ví dụ là nhiều khi về nó thiếu một phân hai phân ý, thì các bác về để dùng một thời gian ý, thì những cái chỗ nếp gấp này thì nó sẽ thẳng ra, thì nó sẽ đủ đấy. Đấy là lưu ý thế. 1m2 × 2m × 2 bằng giá của nó sẽ là 320k. 1,5 × 2m giá của nó sẽ là 340k. 1,6 × 2m 360k. 1,8 × 2m 380k. Và 2,2 × 2m giá của nó sẽ là 400k. Và đơn hàng này thì bên nhà em đã bao ship toàn quốc cho bác nhé, bao ship toàn quốc luôn. Nhận hàng nhà em ý, các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, có một cái chiếu 1m2 là một vỏ gối thôi, còn toàn bộ là hai vỏ gối cho các bác hết. Đấy, và cái kích thước này là cái chiều 1m2, 1m5, 1m6, 1m8, 2m này là nó là kích thước xê dịch, còn là cái kích thước cố định của nó là cái giường nhà ai cũng là một chiều 2m thôi. Đấy, còn là 1m2, 1m6, 1m8 thì các bác cứ bầu em cái kích thước là em sẽ gửi đúng cái chiếu đấy cho các bác luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn, đúng như quảng cáo. Đấy, dày dặn và viền lụa, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đó, chiếu điều hòa, chiếu điều hòa. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like không nhé. Con bếp tiếp theo này siêu phẩm hot luôn, hẹn giờ chức năng nấu cơm. Mặt kính nhé, nó hai bếp xịn sò luôn. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa, lò nướng của nó đây. Nói chung là những cái dòng này thì tất cả đều nhà em đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Lúc đầu tiên các bác cũng nào cũng thế nhé, giữ im cho em một tí này, có hẹn giờ lò nướng 2 tầng lửa. Đấy, mặt kính này nó hơi nặng, ok luôn. Nấu ăn thì có hẹn giờ, nấu cơm này chức năng xịn sò luôn. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa này. Đấy, bên bếp này bật nhẹ nó cũng lên này. Đấy, lưới chống chuột thì đương nhiên rồi, đã bắt lưới chống chuột cho các bác, tặng kèm thêm lưới chống chuột và pin cho các bác về, là các bác sử dụng thoải mái luôn nhé. Đấy, full option luôn, về sử dụng thoải mái luôn. Đây hàng nói chung là sạch đẹp, vệ sinh các thứ ok. Mặt của nó là mặt kính nhé. Khi các bác nhận hàng ấy, là cái mặt kính này của nó là sẽ không bị bể vỡ. Đấy, bao cho các bác luôn là cái mặt kính này là khi các bác nhận hàng nó sẽ không bể vỡ và không ấy đâu nhé. Đây là cái họng của lò nướng của nó này. Đấy, còn đây những cái này thì yên tâm luôn, những cái họng của con này thì những cái dòng này thì họng của nó không phải là những cái dòng mặt kính của nó không phải như mặt men, nên là họng của nó sẽ là thông, họng của nó sẽ thông nên là nó không bao giờ sợ bị ấy cả. Xịn sò. Mặt kính, thương hiệu con này thì là thương hiệu của Osaka-ga, thương hiệu của nó là sẽ là thương hiệu của Osaka-ga nhé. Hàng này nói chung là hàng cực kỳ ok luôn. Đời của con này nó sẽ là đời 2021 nhé. Đây, mặt kính này. Nói chung là về điểm thì chấm con này được 9/10. Đấy, độ các thứ của nó này. Đấy, hàng nhé, khi các bác nhận hàng đúng trên như trên video Osaka ga, hàng nội địa Nhật. Đấy, con này các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 21, ga 21. Đấy, lên rất là nhiều mã rồi, XYZ ABCD rồi. Ga 21 này. Con này đời 2021 nhé. Giá của con này nó sẽ là 2.700.000. Bao ship luôn.
Đấy, nó lò nướng của nó hai tầng lửa, chức năng thì yên tâm rồi nhé, lò nướng hai tầng lửa lại còn có cả hẹn giờ nữa. Nhiều con là nó nướng hai tầng lửa nhưng mà nó không có hẹn giờ, nhưng con này có cả hẹn giờ luôn cho các bác luôn nhé, nên là yên tâm luôn. Đấy, 2.700.000 bao ship. Một mã bếp ga tiếp theo này, một con tiếp theo mặt kính Osaka ga nữa. Quên nãy con nãy đo kích thước cho các bác chưa nhỉ? Con mặt kính thì nó bằng kích thước của nó gần như là như nhau, 59 nhân với 42, tất cả cái dòng phun chức năng của nó đều như nhau nhé. Con này thì lò nướng của nó sẽ là một tầng lửa. Đấy, bật bếp này. Bật bếp này. Đấy, khi các bác nhận hàng ý là đúng như trên video, các bác có chụp bục phát đây. Đấy, chụp lại đúng như video của nhà em là ok. Đấy, Osaka ga này. Hàng nói chung con này còn đẹp, mặt ếch này. Này, nấu cơm này, hai chức năng nấu cơm này. Chức năng nấu chín này. Đấy, những cái chức năng xịn sò luôn. Đấy, lò nướng này. Ở dưới này nhé, đây này, các bác ấn như này mà không được ấy, thì ở dưới này nó có một cái nút chống trẻ em này. Đấy, thì các bác mở gạt nó lên, gạt nó ra. Đấy, gạt nó ra là sẽ được. Con này thì nó không có hẹn giờ. Đấy, nó không có hẹn giờ. Lò nướng của nó một tầng lửa, không có hẹn giờ nhưng mà rất là ok luôn. Đấy, vẫn tặng kèm thêm cho các bác đó là pin, và vẫn tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin và lưới chống chuột nhé, nên là các bác có thể yên tâm. Con này thì đây, họng trên của nó đây, nói chung là sạch sẽ, sạch sẽ nhé, đẹp. Họng của cái dòng này thì nó thông xuống dưới, họng của dòng này nó thông xuống dưới. Dưới. Đấy, những dòng này thì có chức năng các thứ rất là tiện lợi và xịn sò. Đấy, các bác về các bác sử dụng rất là ok luôn. Về sử dụng nó rất là ok luôn nhé. Đấy, chức năng các thứ nấu cơm ngon. Đấy, mất điện thì nấu cơm thì bây giờ nó cũng không phải là lo lắng nữa. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 22. Đời của con này cũng là đời 2021 nhé. Đời 2021 này. Đấy. Ga 22. Ga 22 là cái mã của nó nhé. Ga 22 này. 2.500.000. Bao ship luôn. Cũng là mặt kính nhá. Cũng là mặt kính. Nói chung là hàng này thì sạch đẹp, vệ sinh sạch đẹp. Mà những cái thứ này em đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Về chỉ việc dùng. Đây, và các bác cứ ví dụ là đầu video này em bỏ tay ra này này. Đầu cái sản phẩm của nó thì các bác cứ chụp vào thành đúng pẹp phát đúng như thế. Và cái riêng những mặt kính này nhé, là khi bác nhận hàng các bác phải kiểm tra hàng. Đấy, là không bể vỡ. Đấy, tại vì em đóng thùng xốp rất là cẩn thận. Đấy, nhận hàng là các bác phải kiểm tra riêng bếp ga mặt kính hay là bếp ga mặt men, các bác phải kiểm tra hàng, tại vì bên nhà em đã có mua bảo hiểm chống bể vỡ rồi. Đấy, nên là các bác lưu ý nhé, đời 2021 nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em mã ga 22. Một cái mã bếp ga tiếp theo. Một con Zina nữa. Này, con này thì vệ sinh xong để nó bụi luôn. Nấu ăn các thứ bên này này. 160, 180, 200 độ này. Nấu cơm này. Đun nước này. Riêng không ai bán bếp ga mà dám test trực tiếp trên video với nhà em như vậy. Tại vì làm sao? Nếu mà bán bếp ga ấy mà test như này ấy, thì nó rất, nếu mà lỗi cái là hiện thị lên luôn, nên là không ai dám, người ta dám test như này cả. Riêng nhà em test bếp ga đảm bảo cho các bác luôn. Tại vì sao? Nhà em bán bếp ga còn bảo hành nữa cơ, chứ không phải là bán cho các bác xong là phủi tay xong đâu. Đấy, 59cm. Con này là con chức năng 41. Đấy, hàng của nó thì tương đối là ok. Đấy, hay còn gọi là đẹp. Đời cao, đời 2021. Các bác lên cho em mã này là mã ga 23. Bếp ga 23. Đấy, quên mất, chưa review cho các bác cái gì cả. Để tí nữa em sẽ đẩy review luôn. Lò nướng sạch sẽ nhé. Trong cái lò nướng của nó này. Đây. Đấy. Lưới chống chuột này. Lưới chống chuột này. Trong cái lò nướng của nó này. Nói chung là sạch sẽ. Bao cho các bác đầy đủ hết. Đây, còn đây là họng của nó này. Đấy, những con này nó có cái họng của nó này. Vệ sinh là sạch sẽ hết, tất cả đều sạch sẽ. Tại vì sao? Những dòng này đời cao nên là nó rất là sạch, và
kể cả là nó có bẩn, bọn em nhà em cũng phải vệ sinh sạch sẽ trước khi gửi cho các bác. Đến tay các bác là gần như là mới toanh, đấy, gần như là ok luôn. Đấy, độ của nó là rất là đẹp, độ của nó rất là đẹp luôn nhé. Nhất quên thì review cho các bác luôn. Đấy các bác nhìn cái khay lò nướng của nó còn sạch sẽ như thế là các bác biết rồi. Đấy là các bác biết cái độ sạch đẹp của nó lên đâu rồi. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã GA23. Đời của nó là đời 2021 nhé. Đấy, thôi khỏi ghi vào đây đi. Con này thì 2.500.000. Cũng có một số bác bảo là tại sao nó cũng là bếp ga mà nó thêm có vài chức năng mà sao lại đắt hơn mấy trăm nghìn. Thì nó có những chức năng này rất là tiện này. Đấy, để các bác nấu nướng các thứ nhé. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các nhé. Một cái mã bếp ga nữa này. Một con Zinai. Con này thì không có chức năng. Ở dưới này tất cả phím ấn nhé, nó sẽ đều có một cái chốt. Rất là nhạy luôn. Tất cả đều rất là nhạy và ga xanh đẹp nhé. Đấy, con này có 3 dây này. Đó. Kích thước của nó này. 59 41 59 x 41. Lò nướng này các bác nhìn trắng như ngọc trinh luôn. Trong lòng lò nướng này đẹp. Đứa trứng chuột inox. Nói chung là hàng đảm bảo cho bác luôn từ A đến Z luôn. Đấy, về chỉ việc cắm ga vào là dùng thôi nhé. Rất là ok luôn. Tất cả chức năng đều chạy hoạt động tốt. Đấy, tất cả hoạt động tốt nhé. Đấy, mặt lò, mặt bếp của nó này. Rất là ok luôn nhé. Họng của nó này. Sạch sẽ. Đây, bên này nữa. Họng lò nướng của nó thì tất cả đều vệ sinh sạch sẽ, ok cho các bác luôn. Đấy, chứ không phải không đâu. Về các bác chỉ việc cắm ga vào là dùng luôn. Đấy. Lưới chống chuột, lưới khói, các thứ đều đầy đủ hết cho các bác. Không thiếu một cái gì cả. Đấy, từ A đến Z trang bị đầy đủ. Đấy, về chỉ việc dùng. Các bác lên cho em mã bếp ga này là bếp ga GA24. Mã GA24. GA24. Con này thì sẽ có mức giá của nó đó là 2 triệu đồng. Đấy, đời của nó sẽ là đời 2021. 2021 bếp ga 24. Đấy, các bác cứ đúng mã như nhà em quảng cáo trên video này là chúng ta nhận. Đấy, khi kiểm tra hàng đúng mã trên video, tất tần tật đúng như trên video nhà em quảng cáo như thế nào là nó y chang như vậy, mặt mũi các thứ ok hết. Các bác cứ quay lại video ở trên cái video này em đang đăng lên này cho nó yên tâm nhé. Một cái mã bếp ga nữa này. Một con Zinai nữa, đợt này về Zinai với lại Osaka ga. Bật nhẹ lên, bật nhẹ bếp ga lên, mùa hè nóng ngồi giới thiệu bếp ga, bật bếp ga này đến ớn luôn, cực kỳ nóng luôn các bác nhé. Nấu chế độ nấu cơm này, đun nước này, bên kia thì có 3 dây và nấu nướng này. Đấy, ở dưới này thì nó có một cái lưỡi gà nhé, chống cháy em này. Các bác gạt khóa lại đi, không thể bấm được luôn. Đó, nó rất là an toàn, chỉnh ga to nhỏ đều ok này. Lò nướng của nó này sạch sẽ luôn, bên trong lò nướng nó sạch sẽ. Và đương nhiên những không thể thiếu được là lưới chống chuột. Lưới chống chuột của nó cũng rất là ok luôn nhé. Bắt tất cả các thứ cho các bác rồi. Đấy, chỉ việc về và sử dụng thôi, không còn lo lắng gì cả. Con này thì kích thước của nó này tất cả đều như nhau. Nếu mà những dòng phím ấn đều là 59, 41 hoặc là con nào rộng hơn tí là 42, 59 41. Các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 25. Ga 25. Đời con này đời 2021 nhé. Ga 25 này. Full chức năng luôn. 2.500.000. Bao ship luôn. Ga 25 2.500.000 đồng và bên em bao ship nhé. Hôm nay xin thanh lý cho bác cái dòng bếp lẩu nướng. Đấy, điều chỉnh nhiệt độ ở đây này.
sử dụng nguồn điện 220V nhé. Con này rất ok luôn. Giá cũ em đang bán là 550. Giá cũ là 550 nhưng mà hôm nay sẽ là thanh lý luôn nhé. Giá thì các bác yên tâm luôn, hôm nay là giá rẻ nhất thị trường luôn. 29 nhân với lại 22,5. Đó là cái bếp nướng. Còn chỗ để các bác ăn lẩu đây. Này, em đo chiều sâu cho các bác luôn. 6 cm, 22, 16. Một bên là lẩu, một bên là nướng. Nói chung con này dùng rất là ok luôn nhé. Nướng ở đây này, gia đình ăn khoảng 6-7 người vẫn thoải mái. Đấy, vừa ăn lẩu vừa ăn nướng, hai cái kết hợp lại luôn, ngồi nhậu thì lai dài thì quá tuyệt vời luôn cho các bác cái bếp ga này. À bếp nướng này. Con này thì mã bếp nướng này thì hôm nay thanh lý cho bác với cái mức giá đó là 275k. 50% luôn, giảm giá 50% luôn nhé các bác nhé. Đấy. 275k. Bao luôn ship cho các bác luôn. 275k mẫu bếp nướng này và bao ship cho các bác luôn, giảm giá cho các bác 50%, tức là đang 550, giảm cho các bác 50% luôn nhé các bác nhé. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Mẫu dán chống thấm. Đợt này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác đó là loại 20 cm nữa. Hàng của Nhật nhé. Bình thường thì trước em về có loại 10 cm. Thì nhiều bác ấy, những cái chỗ mà trên cái mái tôn ấy thì các bác muốn dán rộng thì đây, thì cái này có thể dán được luôn. Hay là những bức tường to, hay là những cái chỗ nứt mái, nứt mái ở trên mái mà nó nứt hoặc là khe ấy, thì cái bé này thì nó lại hơi bé. Đấy, thì nó vẫn bị thấm, tại vì nó cái độ phủ bên ngoài của nó hơi ít. Thì đây, đợt này em về thêm cho các bác một cái to nữa. Đây là ngày sản xuất của nó là 20/6/2024. Mới order về nhé. Mới order từ Nhật về. Giá cực kỳ mềm luôn. Con này thì dài 5m, ngang của nó là 20 cm, nên là nó rất là tiện luôn. Một cuộn 20 cm này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng. Và cuộn này thì là bao ship luôn. Còn cái cuộn 10 cm đây, còn cái cuộn 10 cm này thì vẫn giá cũ 100.000 một cuộn. Mua hai cuộn cũng là bao ship, tức là thành là 20 cm. Nhưng mà nó lại khổ của nó là một khổ là 10 cm và một khổ là 20 cm nhé các bác nhé. Hàng của nó thì toàn bộ của nó là hàng nội địa Nhật, rất là ok luôn. Dán cực kỳ tốt và cực kỳ bền. Đấy, hàng nội địa Nhật Japan. Nói chung là con này thì dán chống thấm rất là ok luôn nhé. Đấy, cái độ chống thấm của nó. Đây, để bóc cho các bác cuộn 20 ra các bác xem. Đằng nào cũng vệ phải bóc mà. Đây, các bác về các bác sử dụng. Cách sử dụng thì các bác vệ sinh sạch, ví dụ là cái nền gạch này đi chẳng hạn đấy, các bác vệ sinh sạch đi, rồi các bác dán trực tiếp lên, rồi các bác dán trực tiếp lên xong là các bác cho nó miết chặt xuống là được. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì rất là chắc chắn luôn, các bác cầm vào hàng là các bác biết rồi. Nó có hai loại, một loại là nó là hàng kém hơn thì nó sẽ các bác cầm vào tay là các bác biết rồi. Các bác cầm vào tay là các bác biết là cái chất lượng của nó như thế nào. Đây để em cân cho các bác luôn cái trọng lượng của hai cuộn này nhé. Cái cuộn 2 cân à, cái cuộn 20 cm của nó thì gần 2 cân cơ. Gần 2 cân này là 1959 đấy. Đấy, nếu mà thêm túi bóng nữa khi là 2 cân. Còn cái cuộn 10 cm đây, nó sẽ rơi vào 994, gần 1 cân. Đấy, cuộn 10 cm là gần 1 cân, còn cuộn 20 cm này là gần 2 cân nhé các bác nhé. Đấy, giá của nó thì là 200.000 và 100.000 một cuộn. Đấy, 100.000 thì chưa bao ship, còn 200.000 thì bên nhà em đã bao ship rồi nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng thớt inox hai mặt, một mặt inox một mặt nhựa. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Huiling của Đức. Thương hiệu của Huiling của Đức này. Kích thước của cái con thớt này thì nó sẽ là 42 x 30. 42 nhân với 30 hơn 42 này. Hơn 30 rồi. Giá của nó sẽ là 230.000 đồng bao ship. Nó sẽ gồm có hai mặt, một mặt nhựa và một mặt inox, tức là một mặt các bác thái sống và một mặt các bác thái chín. Độ dày của con này nó sẽ rơi vào cửa 2 cm và viền của nó là viền nhựa để chống rơi vỡ. Hàng đẹp luôn nhé. 230.000 đồng các bác lên cho em mã này, mã thớt Đức. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác nhé, đó là một cái số cái mẫu ghế câu này, ghế câu hay là ghế cà phê này. Con này thì khung của nó bằng khung inox, các bác có thể gấp gọn vào, rất là tiện lợi luôn, đi đâu đi đó. Tại sao lại gọi là ghế câu? Tại vì các bác những cái bác hay đi câu ấy, hay các bác hay mua ghế như này. Đấy, để nó rất tiện lợi, các bác để gấp lại, xong các bác để mồi để cần câu cái thứ lên trên chốc này. Đấy, rồi các bác chở đi. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 200.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Khung của nó bằng inox, vải của nó bằng vải dù, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây để em xin test cho các bác luôn, test thực tế luôn nhé. Đây, để em xin phép các bác một chút, nâng cái điện thoại ra và em test cho các bác thực tế luôn này.
các bác có thể nhìn thấy ghế em đã giữ ra giải ra như này rồi, và con này thì em đứng lên, em đứng lên đấy, em là cũng thành phần là con tích rồi đấy, đấy cũng trên 60 cân đấy, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy này, ngồi này, ngồi rất là thoải mái luôn, có chỗ giữa lưng đàng hoàng nhé, ngồi thoải mái. Và con này thì rất là bền, con này rất là bền, khung của nó là khung inox nên nó cũng rất là bền luôn, hàng đẹp nhé. Con này dẫm chân lên hơi bẩn tí, giá của nó chỉ có 200.000 đồng và bên nhà em bao ship các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã ghế câu, ghế câu 200k bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo, quạt hút của Panasonic, hàng thì còn nguyên hộp nhưng không phải là mới, nó là hàng chưa qua sử dụng thôi ấy, nhưng mà nó là hàng trưng bày của siêu thị Nhật. Này, bên trong của nó này, khi các bác nhận hàng này, giấy tờ thứ vẫn đầy đủ hết, giấy tờ cách lắp đặt đây, con quạt của nó đây, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này thì đây, thông số của nó cho các bác này, thông số của nó cho các bác này, đời của nó là đời 2022 nhé, còn cực kỳ mới luôn. À, đây các bác cứ check cho em là cái đúng cái mã này, đúng cái mã này, tất cả các cái website các thứ người ta bán nó tầm đâu đó tầm 2 triệu 7 2 triệu 8 cái, nhưng mà tí nữa em sẽ báo giá thì các bác giật mình luôn, là cái giá của nhà em luôn, bao cho các bác là giá tốt luôn đấy. Con này thì nó chạy rất là êm, nhà em đang trải nghiệm rồi, nó như kiểu là các bác không nghe tiếng gì luôn. Đây là các bác có thể để phù bì bên trong này, nó sẽ rơi vào từ 21 cm đấy, các bác có thể để bé hơn một chút, 21 có thể để bé hơn một chút nhé. Con này thì chạy rất là êm, chạy rất chi là êm đó. Chiều sâu của con này này, nó sẽ rơi vào 18 năm nhé. Con này thì tại sao mà em lại bảo các bác có thể để rộng hơn một chút cũng được, tại vì đây, cái này nó phủ che rất là rộng, cái nắp của nó nắp ngoài của nó che rất là rộng nhé, hàng của Panasonic. 24 cm, nó đến nắp của nó đến 24 cm, vuông 24 đó, gần 24 một chút, thế nên là các bác có thể để thoải mái, che thoải mái luôn. Cái này các bác có thể để nằm trong tường được, đây nằm trong tường thì các bác có thể dỡ cái này ra đấy, nằm trong tường, hộp kỹ thuật thì các bác cần cái này, còn nếu mà các bác nằm trong tường thì các bác không cần đấy, các bác có thể bỏ cái này ra, vuông luôn đó. Hàng của nó thì hàng đẹp xịn sò, hàng đẹp xịn sò nhé. Nó sẽ sử dụng cho các bác, đó là nguồn điện của nó đây, đó là nguồn điện 110, công suất của nó là 7,6 đến 9,3V, tức là rất là nhẹ điện, tức là rất là nhẹ điện mà nó chạy rất là êm nhé. Hàng này của nó là hàng Nhật bãi, và con quạt như này bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 1 triệu đồng ở bên nhà em bao ship, 1 triệu đồng, giá rẻ bằng 1/3 thị trường luôn, 1 triệu đồng bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Lô này thì em về số lượng thoải mái luôn nhé, một các bác có 10 phòng vệ sinh nhà em cũng có thể đáp ứng đủ. Đây các bác lắp vào, đấy xịn sò luôn đấy, các bác có thể lắp vào hoặc là bỏ cái nắp này ra đều được. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, bên nhà em còn một số những mẫu nồi luộc gà này, con này thì còn ít thôi, hôm nay giá còn cho các bác cũng rất là mềm luôn nhé. Đây, cân trọng lượng luôn cho các bác luôn. Đấy, tổng trọng lượng con này là 1,8 cân, nồi inox nhé, về cho bác test nằm chân thoải mái luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác cái kích thước của nó đây, đo cho bác kích thước luôn nhé, nó sẽ rơi vào 32 cm, chiều sâu của con nồi này 19 32 sâu 19 cm. Đấy, vung rất đàng hoàng nhé, khi các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái cho nhà em luôn. Đấy, nồi inox đáy bằng này, hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá nồi ba, nãy là ba mấy nhỉ, 30 hay 32 nhỉ, đo lại quyền luôn, phủ bì của nó là 32 cm nhé, phủ bì của nó là 32 cm. Đấy, lọt lòng của nó thì chỉ có 30 thôi, lọt lòng của nó là 30, quên. Đấy, thì các bác lên cho em mã này, mã nồi 30, tính theo lọt lòng thôi, nồi 30. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 350k, nồi 30 350.000 đồng, và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Một con tiếp theo này, hai cân tư, suýt sót 2 cân tư, chưa được 2 cân tư đâu, nhưng mà suýt gần 2 cân tư. Con này thì kích thước của nó đây,
Phủ bì của nó là 34cm. Và lọt lòng của nó là 32, hơn 32 một chút đấy, nhưng thôi cứ tính là 32. Độ sâu của nó đây. Hai mươi mốt phẩy năm cm. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn, song inox, nồi inox. Con này thì các bác luộc gà thoải mái luôn, vung vùng các thứ này, ấy xịn xò luôn. Đấy, hàng này thì rất là đẹp luôn và các bác đun luộc rất là chắc chắn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, các bác lên xem mã này, mã nồi 32 450.000 đồng, nồi 32 450.000 đồng, và bên nhà em bao ship nhé, ấy bao ship toàn quốc luôn. Đây, một cái mã sản phẩm bác nào mà có cái thích cái thú vui, vui thú điền viên, hay là có những cái thú vui là đi phượt, đi cắm trại, hoặc là đơn giản là chỉ để trên xe ô tô, để những lúc mà xe mà nó bị sình lầy thì chúng ta có thể khắc phục nó luôn. Thì đây, một con xẻng tháo lắp ấy, hoặc là còn gọi là xẻng sinh tồn, để các bác đi cắm trại, đi phượt này. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân xẻng này, hàng của nội địa Nhật in Japan này. Đó, nó sẽ có một cái lưỡi cưa đây, hoặc các bác có thể làm xẻng này, làm xẻng này. Đấy, các bác xúc đất ở, ví dụ đơn giản nhất là ở cái lốp xe, bánh xe các bác. Đấy, xúc đất ra. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác có thể cào. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác cào. Đấy, rất là đơn giản nhé. Các bác có thể để ngắn. Đấy, hoặc là các bác lắp đốt vào nó dài như này. Đấy, tổng chiều dài của con này thì nó sẽ rơi vào 93cm. Để em đo lại cho chính xác cho các bác nhé. Đây, 93cm các bác nhé. Chính xác là 93cm. Và nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân của nó như thế này. Ví dụ bí quá nhé, mà nó khó quá, hoặc các bác xe bị sình lầy khó quá, thì các bác có thể để bên này để các bác cầm, các bác cào này. Đấy, và đây, những cái phụ kiện của nó đây. Nó sẽ có đầy đủ các phụ kiện cho các bác nhé. Ví dụ gặp xe tai nạn, các bác có đạch, có đầu phá kính. Đi rừng, đi cắm trại, chúng ta có cái đồ ăn ngon mà không có dao, thì các bác có thể lắp vào. Đấy, làm dao. Đấy, lắp vào thì các bác lưu ý nhé, lắp vào thì cầm lưu ý một chút. Đấy, có thể lắp vào làm dao. Có thể lắp vào làm dao này. Có phá kính này. Bên trong này của nó còn có cả cho các bác đó là một cái đầu tô vít và một cái đá đánh lửa. Một cái đầu tô vít và một cái đá đánh lửa nữa này. Và ở đây nó còn có cả cho các bác đó là một cái còi. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái xẻng đa năng sinh tồn, rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây cái đầu tôi viết thì các bác lắp vào đây, gần như là đầy đủ cho các bác rồi, chỉ việc về và sử dụng thôi. Đấy, và các bác lắp vào, lắp kết nối vào với nhau. Nhanh thôi, chỉ chưa đầy 30 giây là các bác đã có thể lắp xong được hết tất cả các cái kết nối này vào với nhau được. Đó. Đây, em lắp qua thôi nhé. Đấy, các bác vừa có thể là làm gậy. Cái này các bác cũng có thể làm gậy để phòng thân. Nhiều khi là lái xe trên đường thì thực sự ra là không biết đường nào mà lần được gặp các những anh em hỏi tìm bố. Thì đây, có cái này. Đấy, các bác có thể tháo ra. Đó. Thì các bác có thể làm gậy phòng thân tạm. Gậy phòng thân tạm. Phá kính. Choang cái là phá được kính. Rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái mã sản phẩm như này bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng, 350k vào bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã xẻng, xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn, xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn, 350k bao ship. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng bình giữ nhiệt này. Con này thì các bác có thể ủ trà cái thứ rất là tiện lợi luôn. Inox 304 nhé, các bác có thể nhìn thấy này, inox 304 bên trong. Con này thì dung tích rất là lớn luôn, dung tích 2 lít 3. Hàng này thì nó là thương hiệu của nó là hàng của Wheeling, thương hiệu Germany của Đức. Hai lớp nhé, inox hai lớp. Có cái van để các bác vặn đây này. Con này thì nó là hàng xịn sò luôn nhé. Đây. Đấy, các bác vặn vào này. Đấy, hàng của nó rất là xịn sò, rất là đẹp luôn này. Bình mỏ vịt này. Đấy, bình mỏ vịt này. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì bên shop nhà em đang có mức giá đó là 350k nhé. 350.000 đồng, bình inox hai lớp. Hàng đẹp xịn sò luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi các bác mới phải thanh toán các bác nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng ấm nước siêu tốc này, các bác có thể nhìn thấy thương hiệu của nó là thương hiệu của Kaper, Kalapen. Hàng của nó thì hàng của Germany của Đức này, Made in Germany này. Con này thì nó sẽ có công suất cho các bác đó là điện sử dụng điện 200 đến 240V này.
công suất 1850-2200W, dung tích của nó là 1.7L, hàng đẹp của Copper luôn. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Con này thì đây, các bác có thể bỏ nắp ra. Đấy, rất là tiện luôn, các bác có thể tận dụng nếu mà như kiểu các bác ở ký túc xá, như kiểu bọn em ngày xưa ở bộ đội, đi bộ đội thì là có thể nấu mì tôm hoặc ăn lẩu luôn ở trên cái này cũng vẫn được. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Đây, hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó thì cực kỳ mềm luôn. 520.000 đồng. 520.000 đồng một con ấm siêu tốc của Copper này. Và bên nhà em bao ship nhé, 520k một cái dòng ấm đun nước siêu tốc Đức. Ấm đun nước siêu tốc Đức, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Giá của các bác yên tâm luôn là giá mềm. Đấy, đế này, bộ của nó sẽ gồm cho các bác một đế và một ấy như này. Đấy, khi các bác nhận hàng thì các bác yên tâm luôn. 520k bao ship, ấm đun nước siêu tốc Đức. Đấy, một cái mã tiếp theo. Con này cũng rất là xịn sò luôn này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Le Beng Lang. Đấy, cũng là một cái thương hiệu của Đức, các bác có thể tìm hiểu. Con này thì nó sẽ là ấm nước siêu tốc kính này. Dung tích của nó sẽ là 1.8L là mắc. Đến đây là 1.8L rồi nhé. Còn trên này nó vẫn sử dụng được nữa. Thế nhưng mà chúng ta chỉ nên đun 1.8L thôi. Nên trên này đun được nữa thì nó sẽ giàn, nó sẽ trào ra ngoài này, nó không tốt. Đấy, ở đây thì đây, các bác bật nắp lên. Đấy, hàng này thì hàng đẹp luôn. Đây, các bác có thể thấy này. Hàng này của đây này, ở Germany này. Hàng Germany. Con này thì nhà máy đặt tại Trung Quốc nhé. Đấy, lưu ý rõ ràng thế. Con này thì giá mềm thôi. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 400k. 400k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã siêu tốc Le Beng Lang hoặc là siêu tốc kính Đức. Kính Đức 400k và bên nhà em bao ship. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Con này đun rất là sướng luôn. Nó cũng có đầy đủ cả bộ luôn nhé. Nó sẽ đầy đủ cả bộ cho các bác là cả cái kính các thứ này. Đấy, và đây, nguyên hộp. Con này thì còn nguyên hộp nhé. Đấy, Electrician này. Đấy, Le Beng Lang của Đức. Công suất của nó là 1850-2200W, dung tích là 1.8L. Hàng đẹp luôn, nguyên hộp. Đấy, 400k vào bên nhà em bao ship. Ê, đợt này thì bên nhà em về thêm cho các bác một số những sản phẩm cực kỳ hot nhé. Con này thì nó là kích điện. Kích điện từ một cái bình ắc quy xe Honda của các bác cũng được nhé. Từ bình ắc quy Honda hay là bao nhiêu bình nào cũng được, cứ 12V là được. Đấy, từ bình 12V lên nguồn điện 220V để các bác cắm những cái thiết bị như kiểu là quạt, ánh sáng thì đều có thể ok. Có những con thì nó có thể cắm được cả tủ lạnh hay là cắm được nồi cơm, nhưng mà con này thì nó nhỏ thôi, kích thước của nó nhỏ gọn nên là nó chỉ cắm được cho các bác là quạt thôi nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, nó chỉ bằng 3 cái đầu ngón tay của bác thôi, nó chỉ bằng 3 cái đầu ngón tay, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn, và nó sẽ kích điện cho các bác là từ điện 12V lên điện 220V đây. Đấy, từ 12V lên điện 220V này. Đấy, thì các bác về các bác kẹp vào bình ắc quy thì cái đèn báo xanh này là được. Và ở đây nó sẽ ổ cắm, nó sẽ ra điện 220V cho các bác nhé. Ở đây nó còn có một cái USB nữa để các bác có thể cắm sạc điện thoại, thì đều rất là tiện lợi luôn. Đó, con này thì dùng rất là ok. Công suất của nó là 220W. Thì các bác cắm cho em một hai vài cái quạt. Đấy, các bác cứ tính công suất của nó là khoảng 200W đổ về là bóng đèn. Ví dụ các bác là 60W một cái thì các bác cắm được 3 cái. Đấy, đại loại nó là như thế. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Và con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 220k. 220k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã kích 220W. Đấy, giá của nó là 220.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Nhận hàng nhà em ý, thì các bác cứ test thoải mái nhé. Kẹp vào bình ắc quy và cắm thử luôn cho em. Đấy, đó là cái mã sản phẩm kích điện của nhà em này. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng sạc bình ắc quy. Dòng sạc bình ắc quy này thì nó có là 4A. Đây, khi bác mở ra này, nó sẽ có một cái sạc như thế này cho các bác này. Đấy, nó là 12V 4A 100Ah. Con này thì có màn hình hiển thị luôn. Đây, em sẽ xin cắm điện vào để em bật cho các bác luôn. Đó, 13.8V này. Đấy, thì là các bác lúc này thì các bác nó chưa hiển thị ra, và các bác sẽ kẹp vào bình ắc quy cho em này, kẹp đúng lửa nguội nhé, kẹp đúng lửa nguội. Đây, các bác kẹp đúng lửa nguội cho em. Đấy, và nó sẽ tự tính nhé. Đấy, và nó sẽ tự tính bao nhiêu vôn này. Đấy, bao nhiêu độ này, bao nhiêu phần trăm pin này, và nó sẽ tự động sạc vào cho bác bao nhiêu a này. Đấy, hàng này cực kỳ ok luôn. Và con này nó sẽ có quạt tán nhiệt này. Nó sẽ có quạt tán nhiệt nhé. Con này thì nó sẽ sử dụng cái giải điện của nó rất là rộng, 100-240V. Nên là các bác gần như là các bác sử dụng điện não cũng được, điện mạnh, điện yếu các bác đều có thể sạc được. Mắc công suất của nó lên 75W. Đấy, hàng xịn sò luôn.
hàng xịn sò luôn nhé các bác về các bác cắm. Và các bác có một cái lưu ý này, mà khi mà các bác sử dụng cái dòng này nó không như cái dòng cũ, dòng cơ của các bác là các bác quẹt này, thì con này thì các bác không quẹt như này được nhé. Đấy, các bác không đánh chập được. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc Aqui 4A. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng. 4A 200k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này mã 4A 200.000 đồng và bên nhà em bao ship. Hàng còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng còn mới nguyên hộp luôn nhé. Một cái mã tiếp theo. Một cái sạc 12V 6A. 12V 6A này. Nó sẽ theo thứ tự luôn nhé. Con này thì các bác có thể nhìn thấy đây. Nó có thể sạc được ô tô, xe tải, cano, xe to, xe bé đều có thể, gần như là có thể sạc được. Hàng này cũng là còn nguyên hộp. Đây, khi các bác mở ra này, nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái quạt tản nhiệt này. Đấy, để cho nó thổi mát này. Công suất của nó lên đến 110W, sử dụng điện 100-240V. Đấy, hàng này rất ok luôn nhé. Con này thì là nút cảm ứng này, các bác về các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, nó sẽ có cả 12 cả 24 nhé. Khi chưa vào kẹp vào bình ắc quy thì các bác có thể chọn chế độ, nó sẽ tự động như thế. Đây, con này thì có sạc được cả pin lithium này, bình ô tô này, bình xe máy này và khử xung phát này. Cái pin lithium này là những cái khối pin mà các bác đóng bằng lithium, nó có một pha cộng trừ, thì các bác kẹp cái cộng trừ này vào đúng cái chân của nó là được. Đó. Và đây, ví dụ là đây là cái bình của em là bình ắc quy xe Honda, xe đạp điện, thì các bác em sẽ chọn vào cái mức xe đạp điện, xe bé này thôi. Đây. Đang 24V như các bác có thể nhìn thấy, đang 24V này. Khi các bác kẹp vào này, người ta nó sẽ tự tính cho các bác luôn này. Nó là điện tử nên nó sẽ tự tính lên 12V cho các bác. Đó, và nó sẽ tự sạc. Và nó sẽ tự sạc pin này. 27 độ C này. Đó. Và con này nó có nút khử xung phát relay lệ bình này. Đấy, nó khử xung phát relay lệ bình và các bác vừa ấy và có thể vừa chọn được nhé. Rất là tiện luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt các thứ đầy đủ cho các bác ở cái mã sạc ắc quy này. Và con quạt sạc ắc quy này thì các bác lên cho em mã này mã sạc 6A. Giá của nó là 340.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Sạc 6A 340k và bên nhà em bao ship. Con này thì các bác lưu ý là có thể sạc được pin lithium nhé. Có thể sạc được pin lithium. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng sạc 8A này. Hàng này cũng còn nguyên hộp luôn này. Tất cả hàng nhà em thì đều còn nguyên hộp nhé. Đấy, 12V 8A đến 24V 4A, tức là có thể sạc được cả bình 12 và bình 24. À đâu? Đấy là 6A đúng không? Em xin lỗi. 6A thì đến 7A nhé. Sạc 6A rồi đến sạc 7A. Con này thì nó có rất là nhiều giải nên là các bác có thể chọn cái nào nó phù hợp với các bác, cảm thấy phù hợp với các bác nhất. Này, con này thì nó rất là nhỏ gọn luôn. Con này thì sạc được bình 12V. Đấy, sử dụng điện 100-240V. Con này thì chỉ sạc 12V thôi nhé. Con này chỉ sạc bình 12V thôi. Mắc của nó lên đến 140Ah cơ. Em kẹp. Bác nào mà chỉ dùng xài nguyên bình 12V ý, thì các bác nên lấy con này là hợp lý này. Đấy, thì các bác đơn giản thôi. Ở đây thì nó có 12V xe máy này. Đấy, FE04 này. Đấy, bình mô tô này. Đấy, nó có bình ô tô, bình mô tô. Nhưng mà tất cả nó sẽ là 12V. Thì đây là em sẽ cho vào bình xe đạp điện FE04 này. Đấy, và nó sẽ sạc. Và nó sẽ sạc này. Đấy, quạt tản nhiệt của nó nhé. Quạt tản nhiệt nó sẽ quay một tí đầu. Tất cả nó sẽ quay một lúc đầu và nó sẽ ngừng. Đấy, còn là khi nó nóng bắt đầu nó chạy này. Để em quên, hơi lỏng điện. Đấy, và nó sẽ sạc này. Đấy, 1.4A này. 14.0V này. Những dòng này của nhà em thì đầy pin nó sẽ tự ngắt nhé. Đầy pin nó sẽ tự ngắt 5.8A này. Đấy, nó sẽ hiển thị cho các bác đầy đủ hết. Đấy. Rất là tiện lợi luôn nhé. Rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò luôn. Con này của nó thì nó sẽ có quạt tản nhiệt đầy đủ cho các bác luôn. Sử dụng điện 100-240V 7A. Đấy, 7A nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc ắc quy 7A. Đây này, nó có phần phân giải MCU này. Cái chip MCU này. Đấy, đầy pin nó sẽ tự ngắt. Đầy pin nó sẽ tự ngắt cho các bác. Rất là xịn sò luôn. Cái mẫu này là mẫu mới nhà em về. Cái mẫu này là mẫu mới nhà em mới về nhé. Các bác lên cho em mã này mã sạc 7A. Con này thì nó không sạc được pin
nó sẽ không sạc được 24V. Đấy. 7A 250k và bên nhà em bao ship nhé. Hàng nguyên hộp luôn. 250k, hàng của Forsup. Hàng này hàng của Forsup và các bác sạc được rất là ok luôn. Đấy, con này có cả dì lê lệ bình này, con này cũng có khử xung phát luôn. 250k cái sạc 4A này, à sạc 7A này em xin lỗi. Sạc 7A 250k và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái sạc 8A, đây đang giới thiệu giá rồi. À, con này thì giá của nó sẽ là 320.000 đồng và bên nhà em bao ship. Các bác sử dụng nguồn điện của nó thì nó cũng rất là rộng luôn. Sử dụng điện 100 đến điện 240V. Đầy pin nó sẽ tự ngắt, mắc công suất 130W. Đấy, và 30Ah đến 150Ah nhé. Có đều tất cả cái dòng sạc ắc quy nhà em đều có quạt tản nhiệt nhé. Tất cả đều có quạt tản nhiệt hết. Đấy, các bác cắm điện vào này. Đấy. À, các bác về như những cái túi bóng này thì các bác có thể lột ra. Những cái túi bóng này các bác có thể lột ra này. Đó. Và đây, chọn chế độ này, đây này. Đấy, sạc bình xe máy này. Và các bác kẹp vào bình ắc quy cho em này. Đó. À, và nó sẽ tự tính và nó sẽ tự sạc cho các bác luôn nhé. Đấy, 12V này. Và nó sẽ tự sạc cho các bác, quạt tản nhiệt bắt đầu quay. Nhưng mà quay một tí nó sẽ tự ngừng nhé, không phải là nó hỏng đâu. Mà nó sẽ ngừng lại để mà khi mà nó nhiệt độ của nó đến cái nhiệt độ của nó, cái dơ le của nó thì nó sẽ tự làm mát cái nhiệt độ cho chúng ta. Đấy, và các bác sạc rất là ok luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã sạc 8A nhé. Sạc 8A này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 320.000 đồng. Và hàng lúc nào nhà em cũng sẵn trong kho nhé. Kể cả là lúc nào cũng hàng cũng có luôn. Đấy, sạc 8A. 320.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé, luôn luôn nha các bác nhé. Và những cái dòng này thì bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Đấy, sạc 6A. Forsup. Xịn sò luôn. Hàng này hàng xịn sò luôn nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng sạc ắc quy 12V, 12A, 12V 12A đến 24V 6A, tức là con này cũng là tương đối là to. Các bác có thể sạc được cho bình ắc quy to một chút thì đều được. Đây. Nó sẽ có cho các bác đó là sạc 12V 12A đến 24V 6A. Con này thì 200Ah sạc bình to, sạc bình 200 đều được. Đấy, các bác cắm vào. Con này riêng con này nhé, các bác cắm vào các bác phải chọn chế độ trước. Các bác phải chọn chế độ trước. Chứ còn khi mà các bác đã kẹp vào bình, tại vì những cái dòng to này nó cái độ ấy nó phải chắc chắn, tại vì nó dòng điện của nó sạc vào rất to, và các bác đã cắm vào thì các bác sẽ không ấn được nữa, không chạm vào được gì nữa, và nó sẽ cố định ở đấy đến khi mà các bác rút ra. Đấy thì tôi nói với thôi. Đó, con này thì nó sẽ có là bình ắc quy này, ô tô này, xe máy này, và pin lithium này, và bình pin lithium nhé. Hàng này rất là ok luôn, đều có quạt tản nhiệt. Đều có quạt tản nhiệt này. Đấy, bỏng lóng điện là nó sẽ tự ngắt luôn. Lóng điện là nó cũng sẽ tự ngắt. Đấy, các bác cắm lại. Nên là nó rất là an toàn. Nên là những cái dòng này nó rất là an toàn luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12A này. Điện của nó đều sử dụng được từ 100 đến 240V. Đấy, tất cả trên thế giới đều dùng cái dòng này. Rất là tiện luôn. Sạc 12A bên nhà em đang có mức giá đó là 400k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã là 12A 400.000 đồng. 400k và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng sạc 12A này. Và lưu ý nhé, lại lưu ý nhắc lại một chút cho các bác, đó là khi mà các bác sử dụng cái sạc nhà em ấy thì là các bác không quẹt này đâu. Các bác không đánh lửa. Đấy. Sạc 12A 400k và bên nhà em bao ship. Một con sạc ắc quy nữa. Con này thì nó là thuộc dòng này. Siêu to khổng lồ rồi. Và con này thì đây các bác có thể để ý. Ở đây nó sẽ có một cái chức năng cực kỳ hay, đó là cái chức năng kích nổ bình ắc quy ô tô. Đấy, tức là ví dụ là bình ắc quy của các bác mà nó đang hết điện thì các bác không đề được, thì các bác có thể kẹp cái này vào, các bác cắm điện vào các bác đề luôn. Đây. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái dây điện này. Một cái thân máy này. Đó, các bác về các bác cắm dây điện vào đây cho em này. Đó, và đây em xin phép được cắm điện cho các bác luôn này. Dây điện của nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có nút mode đen này. Để các bác chọn chế độ này. Đấy. Đấy, bot là đây, nút bot này là nút mà ví dụ bình ắc quy các bác hết điện ấy thì các bác vào chế độ này. Và các bác kẹp vào cái bình ắc quy của các bác. Đó, và các bác đề nổ
thì nó sẽ sốc điện lên để nó đè cho các bác nổ được cái ô tô. Đấy, hoặc là các bác muốn sạc thì đây, các bác sẽ chọn vào chế độ sạc bình ô tô này. Đấy, bình ắc quy này. Đấy, tất cả các bình khử xung phát này. Những dòng này thì nó chỉ sạc được những dòng to thì thoải mái luôn. Con này thì sạc được bình 12V 6A AH đến 400 AH. Đấy, và 24V 6A AH đến 200 AH. Con này thì sử dụng điện từ 100 đến 240V, giải điện của nó rất là rộng luôn. Đấy, 12V 25A đến 24V 15A. Đấy, bác nào mà sạc bình 12-24 thì các bác đều có thể sạc được con này, thoải mái luôn nhé. Và các bác kẹp vào bình ắc quy đây, cái bình thường, những bình ắc quy bé các bác có thể sạc được nhé. Đây, đây, các bác kẹp vào. Như kiểu là bình bé nó cũng không sạc được ấy. Bình bé quá các bác cũng không sạc được. Bình xe máy là các bác không sạc được con này nhé. À đây, sạc được này. Phải vào đúng cái chế độ của nó nhé, chứ còn vào những cái chế độ khác của nó cũng không sạc được. Đây, bình sạc bình ắc quy của nó này. Đó, 12V này. Nó sẽ tự nhảy cho các bác sang luôn nhé. Tự nhảy cho các bác sang 12V luôn. Con này thì bên nhà em, các bác lên cho em mã này là mã sạc 25A. Bên em đang có mức giá đó là 850k. Sạc 25A 850.000 đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Đấy, sạc 25A, hàng to luôn, hàng to đẹp. To đẹp xịn sò, 25A 850k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác có thể thanh toán nhé. Đợt này thì shop nhà em về thêm rất là nhiều những cái dòng chảo. Dòng chảo này thì là dòng chảo ngập dầu này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki. Size 26, đun bếp ga, bếp từ đều được nhé. Đây, vui hộp luôn ra cho các bác luôn. Nó sẽ là hàng mới nguyên hộp. Hàng mới nguyên hộp này. Nguyên túi bóng. Nói chung là nguyên đai, nguyên kiện luôn. Đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò luôn. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái để các bác vớt đồ lên này. Đấy, để các bác vớt đồ lên này. Con này nếu mà các bác dán cũng vẫn được, các bác đun giả mỡ một tí các bác dán cũng không sợ dính đâu. Đấy, con này nhà em thử rồi cũng rất là ok. Các bác dán xong các bác vớt lên đây, rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của cái chảo của nó sẽ là đây, 26 cm. Chiều sâu của nó sẽ là gần 9 cm nhé, gần 9 cm. Và tổng trọng lượng của nó sẽ rơi vào 1,3 cân các bác nhé. Sẽ rơi vào 1,3 cân tổng trọng lượng của căn chảo Seki như này. Chảo này chảo inox nhé. Seki này. Hàng của Japan. Cực kỳ xịn sò và dày dặn luôn. Đó, cực kỳ xịn sò và dày dặn luôn nhé. Một con chảo như này thì bên shop em đang có cái mức giá cũng cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Nó sẽ là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng chảo Seki như này. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, nhận hàng như em thì các bác yên tâm luôn, kiểm tra hàng thoải mái nhé. 350k. Đấy, các bác lên cho em mã là mã chảo Seki nhé. Đấy, mã chảo Seki này. 350k và bên nhà em bao ship. Này, cái dòng quạt tích điện các bác nhé. Cánh của nó đây nhé, em đã bóc sẵn ra cho các bác rồi. Đấy, các bác về các bác lột hết túi bóng giấy này ra thì để cho nó đỡ kêu nhé. Còn cánh của nó thì là bằng cánh inox. Đấy, miếng nhôm inox này. Con này thì rất là ok luôn nhé. Miếng cái này buộc của nó bằng nhôm hay là bằng inox nhỉ? Bằng thép trắng này. Rất là ok luôn. Con này thì nó có tích điện các bác nhé. Đấy, các bác về thì các bác xoay cái núm này. Đó. Con này thì nó có thể sạc được bằng năng lượng mặt trời và các bác có thể sạc được bằng ổ điện luôn. Đó, thì hết điện thì các bác sạc. Con này thì rất là ok luôn. Các bác có thể sạc được bằng cả năng lượng mặt trời và cả ấy nhá. Đấy. Kích thước của nó đây, em xin đo cho bác. Con này thì còn gọi là 12 inch nhé, 12 inch. Hoặc là đây em có thể đo cho các bác cái kích thước cho nó chính xác. Cái cánh của nó này. Cánh của nó là 27 cm. Cái cánh của nó 27 cm. Tổng vệ sinh của cái lồng của nó thì nó sẽ rơi vào 35,5 cm. Tích điện con này nếu mà sạc đầy thì các bác có thể sạc sử dụng được trong vòng 6 đến 8 tiếng, 6 đến 9 tiếng liên tục. Cũng có con 5, à cũng con 6, con 7, con 8, con 9. Thì nó sẽ là theo cái độ sạc của chúng ta. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Lồng lủng các thứ là đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, con này thì có tích điện, có hỗ trợ thêm củ sạc. Và có cả một tấm pin năng lượng mặt trời nữa nhé. Và con này thì dùng rất ok luôn. Pin nó đằng sau này.
Đấy, các bác có thể pin nó vào pin 18650 nên là các bác có thể độ chế đều được. Bác nào mà có máy đóng xeo pin các thứ thì các bác có thể độ chế được con này thoải mái luôn. Giá của nó thì như các bác biết rồi, trước kia nó tầm 900 đến 1 triệu. Giá đợt này thì đang thanh lý cho bác với cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Các bác lên cho em mã này là mã quạt tích điện 12 inch. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 750k và bên em bao ship 750k. 750k và bên em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đây ở cái em xe đạp đầu tiên đây. Hôm nay thì con này thì rất là ok luôn nhé. Dòng này là xe đạp mini. Đấy, tất cả của nó đều rất là ok và nó đạp rất là trơn tru các bác nhé. Con dòng này nó đạp rất là trơn tru và rất là nhẹ luôn này. Này các bác còn nhìn thấy này. Đó. Khung sườn các thứ của nó này, yên nghĩa các thứ của nó còn rất là ngon luôn. Con này thì còn khóa nhưng mà chưa biết là có khóa được hay không. Đấy, thợ nó test xong nhưng mà em cũng chưa thử. Khóa này thì các bác về các bác vệ sinh lại đi một chút nhé. Cái khóa này các bác về các bác vệ sinh lại đi một chút. Hàng này thì nó là hàng bãi. Con này thì được khoảng trên 80%. Nói chung là rất là đẹp. Vẫn còn nguyên si này. Phanh phủng các thứ vẫn còn tất cả, vẫn còn hoạt động tốt nhau nhé. Có cả càng những càng này. Đó, hàng zin luôn nhé. Tất cả toàn bộ con này nó là hàng Nhật bãi. Đấy, con này thì nó có cả khóa ở cổ. Con này có cả khóa ở cổ này. Nếu mà các bác khóa lại thì nó là không biết nó còn kết nối được không. Đấy. Thì các bác có thể sử dụng, nói chung là ok. Đấy, nói chung là con này thì bao cho các bác là xe đi lại ngon lành. Khóa này thì bên nhà em thợ nó không biết kiểm tra. Đấy là tâm sự thật. Đó thì là bên nhà em cũng báo là không biết kiểm tra luôn nhé. Toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi. Đấy, toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi này. Còn dùng rất là ok luôn nhé. Đấy, nguyên đai nguyên kiện em cũng soi nó rất là chi tiết. Nên là các bác có thể tham khảo sâu cho em một chút nhé. Đấy. À đây, con khóa này vẫn dùng được này. Đấy, con khóa này vẫn dùng được này. Thì các bác phải ấn cái nút này xuống này. Đấy, vẫn dùng được nhé. Khóa xe con này là còn khóa vẫn dùng tốt. Đấy, thì cách dùng thì các bác ấn nút này xuống này. Vẫn dùng tốt nhé. Đấy, phanh đĩa này. À, phanh của nó này. Nói chung là bánh xe các thứ của nó còn con này còn rất là ok. Đấy, tình trạng của nó thì đi lại hoạt động tốt. Đẹp. Con này cũng còn rất là ok luôn. Đạp nhẹ. Mua về cho phụ huynh, các bác đi chợ hoặc là cho các bé ở nhà đi học thì rất là ok luôn nhé. Con này giá công khai cho các bác luôn là 2.900.000 đồng. Con xe đạp hồng này 2.900.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã xe đạp đầu tiên như thế này. Hàng cực kỳ ok luôn. Đó thì các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em dân chị xin một nút like nhé. Đó, đây là các bác lên cho em mã là xe hồng. Xe hồng nhé. Đấy, còn các bác muốn chi tiết hay là thông số hay là các thứ nào thì các bác cứ bảo em sẽ đo cho các bác. Một con tiếp theo này, một con mini nữa này. Con này các bác về các bác bọc lại yên giúp em một chút nhé. Con này về bọc lại yên giúp em một chút. Đó, xích chiếc các thứ là đã vệ sinh tra dầu mỡ các thứ ngon lành rồi. Kiểm tra lốp điếc, đũa điếc các thứ là ok hết. Con này thì không có khóa. Con này không có khóa này. Đó, một số những vết xước ở đây. Toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi nhé. Toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm xước đây em mổ xước nhé. Nói chung là con này, những con này nếu mà bác nào mà về đi chợ hoặc là bác nào mà về lau qua đi một chút đấy thì là ok. Em thì vẫn là muốn theo kiểu là nguyên bản, không mông má. Mông má thì thợ nhà em nó mông má được, thế nhưng mà đâm ra nó mất cái chất của cái xe của nhà mình đi. Đó nên là bọn em nhà em hạn chế mông má. Hàng cực kỳ ok nhé, mất mỗi cái yên này. Còn những hơi xước tí thì không thể tránh khỏi rồi. Đó, thì nếu mà bác nào ưng ý, thì các bác có thể xem kỹ video giúp em để mà tránh khi mà đến lúc mà nhận hàng lại chê thì nó rất là mất công. Đấy, đầu tháng hoan hỉ thì giá nhà em đang giá cực kỳ ưu đãi luôn nhé. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, còn bác nào mà muốn xoay cái nào chi tiết chỗ nào hay là quay chi tiết chỗ nào thì các bác liên hệ với số hotline Zalo. Nếu mà các bác kết bạn Zalo với số 977 nhé. Còn số 004 thì nó đang hết danh sách kết bạn. Con này thì nó hơi xấu hơn một chút nhé. Nên là giá của nó sẽ là 2.700.000 đồng. 2.700.000 đồng một con xe trắng. Các bác lên cho em mã là mini trắng. Mini trắng 2.700.000 và mini hồng 2.900.000. Và đơn hàng nhà em bao ship cho các bác toàn quốc nhé. Đấy, khi nhận hàng là các bác cứ kiểm tra đúng hàng, đúng như nhà em quảng cáo thì các bác thanh toán. Đó, hàng thì cực kỳ ok luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Về các bác chỉ cần việc là lắp bánh vào và là sử dụng thôi. Tại vì lúc gửi hàng cho các bác em sẽ tháo ra để cho nó đỡ cồng kềnh. Thì tháo cái bánh trước ra. Đó, thì bác nào mà cần con nào thì liên hệ với em nhé.
Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm của nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.